năm tết à, đi chụp hình nha, có cô Mì nè, có cô Thắm nè, có chú Thắng nè, có baby nè, có Nhẫn nè. Chị Phan, chị Mỹ đang chụp, chị Mỹ đang chụp, chị Mỹ. Có mẹ Duyên nè. Ủa chị hai, chị ba đâu rồi? Trời ơi, leo cút chả luôn trời. Cô đem vậy? Có hai con leo tút chảnh vậy. Ui. Rồi chú Thắng lên tút cho hình lên đồng hồ chú Thắng rồi. Chú Thắng chụp hình mà chú Thắng đeo khẩu trang rồi sao thấy đẹp trai chú Thắng. Chú ơi. Sao con đeo khẩu trang vậy? Nắng quá, nực chết. Nắng là lại chỗ mát đứng kìa. Hả? Cởi nút trang ra đi tụi mày ơi. Cởi đi, bao quay phim nè. Hello quý vị. Chở nón che hết mặt con rồi. Quay nón lại như nãy á. Đẹp trai. Đây, tao phải sửa cho. Rồi, đó. Đó. Trai quá xá luôn. Hai cho con làm vài tấm đi. Chụp cho đủ tiền nha. Just say Jennifer. You don't know. Em mùng mấy Tết? Dạ mùng năm. Mùng năm Tết gì vậy? Tết Tây hả? Tết Nhâm Dần. Tết Nhâm Dần. Không, đừng tin hai. Má đừng tin chị hai. Đừng tin chị hai nha. Chị hai dụ con không á. Chị hai chụp dìm hàng con không á. Nha. Ôi, ôi. Vô phim nha. Vô phim của ba Mẫn nha. Đây. Đây con gái đây chụp hình nha. Đây là con chú Xin Mô Dẫn nha. Đây là con Jennifer nha. Đi nè, ba dạng nè, lùi lùi ở đây, coi chừng rớt xuống đây nè. Rớt xuống đây là xấu hổ vô cùng. Nhìn đây có cái hố. Dễ rớt. Nhẫn ơi, Nhẫn đâu đó. Hello mọi người. Nhẫn đang học lớp mấy? Mấy tuổi? Lớp 8. 14 tuổi ha. Đẹp trai nha. Đẹp trai. Mày năm mấy tuổi? 9 tuổi. Gần tới sinh nhật 10 tuổi rồi đó. Đúng một tháng. Không,
29 30 ngàn. Thế ai mẹ ai cho mày? Mẹ ai? Hả? Mẹ. Mẹ ai? Mẹ của bà hả? Sao có không qua bên ao sen bệnh chụp kìa? Vậy mới vô về chưa đủ tiền. Gia đình chú Thắng tài dậu nha. À, chú Thắng là bây giờ là thành nhiếp ảnh gia rồi. Chú Thắng là nhiếp ảnh gia. Sao mày Yên không đi chụp hình nữa mà đứng quay vậy? Có bớt hình. Sao vậy? Bớt hình này quá. Bạn ở nhỏ nè. Đây nè. Rồi đến chụp cho để nhỏ ngồi đi. Con cười lên coi. 1, 2, 3. Ủa hai đi đâu đó? Hai đang làm gì đây đó? Ba đang ngồi đợi. Trời ơi, ai ở đây? Đợi mấy chị thay đồ ra chụp hình. Nay mùng mấy? Năm mấy? Năm gì? Có nhân dân vậy? Nhân dân. Ê, Thắng nè. Thắng lên làm photographer nha. Ta nói 5 tuổi xui, bạn con sắp hết 5 tuổi rồi, nó còn bị dính. Thằng ốc á, cho nó 5 tuổi rồi, nó không bị hết. Cái cuối năm cái tự nhiên cái nó leo lên xe bạn, cái xe bạn đổ ngang cái té, giờ cái tay nó bị tập luôn. Nó không có dữ thẳng được, tay nó tới đây rồi, nó dữ thẳng được. Tay con ốc nó bị vậy á, nó không dữ thẳng hết được. Phải tập, cái nó phải tập con. Rồi, hơi goodbye siêu ghen nha, cúp máy ha. Ốc nó dữ tay. Đang bằng việc chụp ba chiếc nữ. Thơm ơi. Dạ. Con cám hả? Cám ở tắm dạ. Trời ơi. Chị quậy kìa. Ba. Ơi. Có chọc cửa. Ê đi anh nhận qua ghi lại đi.
Đi về luôn đó nha con. Té đó con. Té xong là kêu đi về luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồng cho nắng quá. Kìa qua ngồi giữa kìa, còn ghế kìa. Thời này có điện thoại luôn hả? Thời công chúa là có điện thoại hả? Thời gian nha. Hả? Đi đến tương lai lấy điện thoại xong quay về. Càng nhiều mấy đi hay quay đi. Dạ. Cái này là bảo tiếng công chúa nha. Tiếng công chúa nha. Phi Yến công chúa nha. Có đoàn tùy tùng theo chụp hình nha. Con lấy gì công chúa? Con là bảo chân công chúa. Công chúa mở này. Rồi rồi qua cảnh khác đi chứ, qua cảnh khác đi chứ. Cảnh đéo chân cũng vậy. Hậu đại 1, hậu đại 2.
Ôm đồ đó, xách đồ ở đây bên nhà ờ chưa kịp đó đi rồi. Ô là công chúa Phi Yến có hai con nhỏ nô tỳ đứng hai bên đó. Trời, hai nhỏ nô tỳ được bậy quá. Đứng kia cắn lên. Rồi. Rồi giờ từ từ đứa đi hả? Đứa đi, nó muốn mua tặng gì vậy? Rồi nè nè. Đi thôi, đứa xuống vô. Trời ơi, trời ơi, công chúa gì kỳ quá đây. Công chúa này quậy quá. Áo dài này đâu phải là chứ áo dài eo đâu con, áo dài thùng thình nó vậy á. Rồi, đứng bé. Múa đi, múa. Ba con khùng. Lấy cho con. 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 Ba con khùng quậy. Bé cái đầu của nó chết. Lại ra đi chơi giùm mình. Chị bây giờ chị mày đi chị bây. Thôi thôi thôi. Mình cứ chết. Không sống thì mày được á. Vậy bánh tét không? Thôi, bánh tét không? Hai nhỏ nô tỳ được bậy quá. Đứng kia ngắn lại. Rồi. Rồi giờ từ từ đứa đi hả?